Sao bác dặn là đốt bác đi, chôn bác đi, mà đảng ta quyết định giữ gìn bác lại, mà giữ lâu dài? Chỗ này có mâu thuẫn gì không? Và chỗ này phải hiểu thế nào cho đúng, để đừng rơi vào cái bẫy mà kẻ thù nó đang xuyên tạc. Nó xuyên tạc rất là bì ổi hiện nay, để chia rẽ đảng với nhân dân, với bác Hồ của chúng ta. Thì xin các bạn nhớ cái điều này này, cần nhắc lại câu chuyện giữa bác và Tổng Bí thư Lê Duẩn, để chúng ta có căn cứ mà trả lời những cái kẻ xuyên tạc hiện nay. Việc giữ gìn bác lại không có gì mâu thuẫn với lời dặn của bác cả đâu, nó thống nhất với nhau đấy. Bởi vì Tổng Bí thư Lê Duẩn thay mặt đảng, thay mặt trung ương đã có lời xin phép bác rồi mới giữ bác được. Dù bác không nói, bác chỉ khóc thôi, nhưng điều mà ta thỉnh cầu bác nghe được hết chứ. Đã xin phép bác rồi. Tổng Bí thư nói thế này này: thưa bác, về việc riêng của bác, xin bác cứ yên lòng. Việc này để trung ương thảo luận rồi quyết định. Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất chứ. Bác tuy là lãnh tụ, nhưng trong đảng bác cũng là đảng viên. Bác hiểu rõ điều đó lắm. Đảng viên thì quyền quyết định thuộc về cơ quan lãnh đạo, mà đảng viên phải chấp hành. Dù bác viết là tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, mà trung ương trả lời là để trung ương bàn và quyết định, không có gì mâu thuẫn nhau cả. Hai nữa, đây mới là điều quan trọng. Tổng Bí thư cầm tay bác, hai bác cháu cùng khóc, mà nói với bác một câu tự trái tim như thế này nhỉ: về việc riêng của bác, mong bác cứ yên lòng, để trung ương thảo luận và quyết định. Còn nếu làm đúng như lời bác dặn, tức là chôn bác đi, thì rồi đây nước nhà thống nhất, đồng bào miền Nam ra hỏi bác ở đâu, thì chúng tôi biết ăn biết nói làm sao. Tất cả đều khóc. Tổng Bí thư nói tiếp là: cho nên thể theo nguyện vọng của đồng bào, nhất là đồng bào miền Nam chưa một lần được gặp bác, thì xin phép bác để trung ương được làm trái với ý bác. Thế là rõ ràng rồi, gọi là quang minh chính đại, làm khác với ý bác, làm trái với ý bác. Ta xem tất cả những chuyện đó 50 năm nay, bây giờ cần phải nói cho nó rõ ràng.